Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý tại Ấn Độ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm thì tại Ấn Độ có hàng trăm nghìn người thiệt mạng hoặc là bị thương do tai nạn giao thông và phần lớn đều xảy ra đó là do lái xe ẩu, đường xa xuống cấp và xe thì quá cũ. Mới đây thì nhà chức trách của Ấn Độ tiếp tục cho biết có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào hôm ngày 14 tháng 9 tại khu vực Kashmir thuộc vùng kiểm soát của nước này làm cho 11 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo thông báo, một chiếc minibus đã lao xuống vực sâu 75 mét tại khu vực gần làng Sawijan thuộc huyện Pond của bang Jammu, Ấn Độ. Khi tai nạn xảy ra, trên xe có ít nhất là 36 người, chủ yếu là sinh viên, 9 người tử vong tại chỗ và hai người khác tử vong sau đó tại bệnh viện. 29 người bị thương trong tình trạng nguy kịch, trong đó có 6 người được máy bay đưa đến bệnh viện tại Jammu quân đội, cảnh sát và người dân địa phương đang thực hiện công tác cứu hộ. Lãnh đạo khu vực Kashmir thông báo bồi thường 500.000 rupee, tương đương khoảng 6.300 đô la Mỹ cho gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Dupadi Mumu đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.